thiếu Ngọc trai dễ quá. Ôi, dám được. Giờ Ngọc phải bự lên thôi. Ngọc phải bự, Ngọc phải siêu tao không lột được nha. Thiên thần thiếu cánh. Thiếu một cái cánh. Wow. Thần đàn luôn, thiên thần. Ủa cái này hồi nãy rồi nè. Mà nãy chơi rồi mà giờ tiếp tục lại thiếu gì trời? Nước, nước hồi nãy thiếu cái giò, bây giờ thiếu nước. Đâu, hồi nãy đâu có nước đâu, đâu có nước. Thì bây giờ dã nước vô. Kỳ vậy. Dễ đơn giản, một lần đơn giản. Thiếu cái hộp xà phòng, thiếu cái xà phòng ở trên. Xà phòng màu xanh luôn nha, xà phòng màu xanh luôn. Bắc Green nước soda chanh cho tôi một soda chanh. Thiếu cái không hốc hả? Không hốc để uống. Thiếu cái nước hả? Thiếu nước ở trong. Nước thôi. Nước người ta nhiễm hồng nâu nâu, cái thấy mà nước hồng nâu nâu. Cái này cũng khỏi hốc luôn. Đây là cậu bé này đang chơi cát. Chơi cát, chơi cát. Đâu là cát hay sao á? Cát bị trang, dễ dễ cái. Chặn lại, chặn cát lại. Cát bị trang kìa thôi. Ủa cái họ không có nước không? Không có nước hồ bơi. Hồ bơi sao nhỏ như vậy? Phải không? Đúng rồi. Hồ bơi nó nhỏ các bạn ơi. Đây là đang đang len nha. Một bà lão đang len. Một người đang len nha. Thiếu mắt kính. Bà lão phải đem kính. Ok, chính xác luôn. Cái sự suy luận của mình rất là hay. Còn đây là cái gì? Hỏi kèn hay là đánh trống gì đó. Cái người này là trống vậy đó. Vậy hả? Hỏi kèn. Không, đang cần một cái cây gì đó. Bắn hay sao á? Đúng. Cây sờ ung sung. Cái cà bị không lỡ rồi. Giá lại đây. Mày nó lại rút đi. Lại để nó gớt. Thế một cái cây để đánh trống nha. Cây để đánh trống hả? Cần cái trống mà thiếu cái dùi con để đánh trống. Đơn giản thôi, vậy đơn giản thôi. Vậy đi. Đúng rồi nha các bạn. Cái này mình vẽ đơn giản thôi, mình vẽ phức tạp quá. Cái này là cái gì? Cái bàn ủi điện. Ôi, thiếu cái... Không phải, thiếu cái đồ cầm. Thiếu cái đồ cầm mà lật nó lên nó để cháy áo nè ha. Xong lật lên luôn. Thổi bong bóng thôi chứ thổi bong bóng. Thổi bong bóng xà phòng mà thiếu cái gì? Thiếu một cái bong bóng quá. Thiếu bong bóng siêu tao không thường rồi nè. Trong trong. Oh yeah.